Chào cả nhà mình nhá. Hôm nay em Dương làm một cái video clip này để chia sẻ với cả nhà một cái sản phẩm mà nó làm em Dương phải khuất phục. Thực sự như là các anh chị em, bạn bè, người thân, người quen, rồi người đã biết em Dương, đã gặp em Dương thì phải biết rằng là em Dương rất chi là đen. Thứ nhất là da mình cũng đã không được trắng. Thứ hai là em Dương không bao giờ biết bảo vệ cái làn da của mình. Em Dương hầu như là không biết là làm đẹp luôn ý. Không phải là không biết mà là rất bảo thủ luôn. Em không dùng bất kỳ một cái sản phẩm về làm đẹp nào. Kem chống nắng không dùng, dưỡng da không dùng, sữa rửa mặt không dùng, gần như là sữa tắm cũng không dùng. Đó. Thì trong cái quá trình mà em Dương xây dựng gia đình thì tầm 10 năm, hơn 10 năm, thì là một người luôn luôn có mơ ước mình có một cái sự nghiệp riêng cho mình. Mình có một cái sự nghiệp riêng cho cái bản thân mình. Thì lúc đấy em luôn luôn lao theo cái tiếng gọi đấy, là lao theo học hỏi công việc, rồi đi học thêm, rồi con cái gia đình mà bẵng đi, mình đã bỏ quên lại cái bản thân của mình, không chăm chút. Thì phải nói rằng là em cũng không nhận ra đâu, lúc đấy em không nhận ra đâu. Sau cái biến cố mà xảy đến với em ấy, với gia đình ấy, thì qua mùa dịch tầm hơn một năm, em về nhà ngoại chơi ấy, thì gần như là mọi người biết cái chuyện gì xảy ra không? Các chị em và mẹ em rất bất ngờ. Bất ngờ vì không nhận được da em luôn ấy. Vì em quá đen, quá xấu luôn. Nó xuống sắc một cách kinh khủng. Ngược lại thì em cũng không thể nào mà nhận được da. Nói như không nhận ra thì hơi quá. Nhưng mà cũng bất ngờ vì cái bề ngoài của các chị và mẹ của mình. Các chị thì ngày một trẻ đẹp và xinh gái ra. Thế nhưng mà mẹ em cũng vậy. Thế nhưng mà còn em thì lại ngày một xấu đi, già lua đi. Em là em út, mẹ em còn xấu đi. Thì lúc đấy các chị em, chị gái em ấy mà có chia sẻ cho em một cái sản phẩm mà chị em đang dùng. Thì chị bảo là mày dùng đi, chị đã dùng rồi. Chị dùng hiệu quả thì chị mới cho mẹ dùng. Cái sản phẩm này thì nó là trong đó nó có cải thiện nội tiết tố cho phụ nữ, làm trắng da, rồi trị đồi mồi, thâm nám, rồi đau bụng kinh, vân vân vân. Chị nói một tràng, em cũng chỉ để đấy cho qua thôi. Thực sự là lúc đấy em cũng chưa tin đâu. Thế xong em về thì mọi việc nó kiểu như là em đang gặp cái biến cố đấy. Thì em mới suy nghĩ lại. Em suy nghĩ lại. Mà em soi gương mà em không ngờ cái... Em không, thực sự là em Dâng không ngờ ra được cái hình ảnh của em Dâng lúc bấy giờ. Thế xong em mới nhờ chị gái em mua hộ một liệu trình. Thì sau khi mà chị em mua hộ mà gửi cho em ấy, thì em cũng chưa tin tưởng đâu, thực sự là chưa tin tưởng, tại vì là em là một người rất bảo thủ về cái sản phẩm làm đẹp này, em cực kỳ dị ứng luôn ấy. Thì em mới nhận sản phẩm mà em xem. Đầu tiên là em Dâng làm về mạng internet, em là người dạy hướng dẫn các bạn là kinh doanh online, bán hàng online hoặc chạy quảng cáo ads. Thì em bắt đầu là tìm, việc đầu tiên là em tìm tên công ty sản xuất và em điều tra công ty, em lên mạng các trang thương mại, báo thương mại điện tử, em tin lên Google, em search là xem là công ty này là công ty gì. Nhưng mà mọi người biết không, điều đầu tiên em ấn tượng là công ty đấy là công ty dược, mọi người ạ. Nói đến chữ dược là em Dâng đã cảm thấy ok rồi. Khi em check thông tin thì công ty đấy là công ty dược, mà cái nguồn gốc của công ty rất chi là rõ ràng. Nó là công ty dược
phẩm Phan An Green. Đấy. Thì sau khi check cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm này, nó đã ok rồi. Thì em dâng lại đi hết những các Facebook này, trên search trên Facebook này, các trang này, rồi các trang thương mại điện tử Lazada, Tiki, Shopee, rồi Sen Đỏ vân vân. Thì em dâng sẽ check những cái thông tin mà khách hàng đã sử dụng, feedback lại xem sản phẩm có tốt hay không, có nhiều người sử dụng không, và mọi người sử dụng có hiệu quả hay không. Đó. Rồi khi check feedback của khách hàng xong, em dâng lại check feedback của những cái người tiêu cực, của những cái người mà kinh doanh ấy, xem những cái người kinh doanh họ, khi mà họ kinh doanh cái sản phẩm này mà trong một thời gian ấy, họ có tiêu cực về cái sản phẩm hay về cái công ty này không. Rất nhiều trường hợp buôn bán trên hàng online lúc đầu nói sản phẩm rất chi là tốt, thế sau khi kinh doanh một thời gian mới vỡ lẽ ra, hoặc là bị lừa đảo gì đấy, thì họ sẽ bóc phốt trên mạng. Thế như với như bọn em là dân mạng thì bọn em sẽ tìm check thông tin rất chi là dễ. Thì khi sau một hồi check xong, phản hồi ok tốt, thì lúc đấy thì em mới giảm bớt cái nghi ngờ của em xuống và bắt đầu là em sử dụng sản phẩm. Thì trong quá trình sử dụng sản phẩm thì trong 2 tuần đầu thì em để ý đến 2 tuần đầu thì là mọi cái vấn đề mà em đang gặp phải. Đầu tiên là cái trên khuôn mặt em, cái hai trên trán này này, là nó đã đều màu. Tại vì ngày xưa nhá, em dâng là thuộc cái dạng là không biết bao che chắn bịt chít gì cả, nên là cái trán này bao giờ nó cũng đen hơn cái mặt. Xong em làm nghề luôn luôn ngồi máy tính, xong thức đêm thức hôm để làm ấy, thì hai con mắt này nó thâm quầng, nó như là con gấu trúc. Đó. Thì trong 2 tuần em dùng thì cái da phần bên trán này và cái phần vung xung quanh mắt này nó đã đều màu. Nói tóm lại là trên khuôn mặt của em nó đã đều màu. Những cái vết chân chim này, những cái vết chân chim, rồi những cái vết đồi mồi đốm nâu lám nám này ở trên chỗ xuất hiện ở trên mặt của em này, chỗ gò má này, đã giảm đi, mờ đi, gọi là mờ đi thôi, chưa hết. Thì lúc đấy em dâng mới tự tin để mà sử dụng sản phẩm. Khi đấy là em đã tăng nhiều lên, tại vì cái da của em nó đã bỏ, cách đây nói chung là em không chăm sóc quá lâu rồi, cái da của em nó bị tổn thương nó quá nhiều. Thì chị gái em có nói là bảo là nếu bây giờ em muốn có hiệu quả tốt hơn thì uống tăng lên liều lên là 2 viên, mỗi một lần 2 viên, một ngày 2 lần. Thì em dâng tăng liều lên là ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Thì trong 1 tháng, từ 2 tuần đấy, trong 1 tháng thì đây như da em dâng bây giờ đây, mọi người nhìn thấy như em quay camera thường đấy, chứ em dâng không quay camera thật, camera áp biết gì đâu. Đó, đây này mọi người nhìn thấy không, các cái vết đồi mồi này, chân chim lám ở đây của em nó đã mờ hẳn đi luôn. Đó, những cái mụn cám ở trên này này, đây này còn sẹo nó đã khỏi, em lặn đấy. Mụn cám ở đây này, hai bên mặt này, nó đã hết, nó đã không còn lên mụn cám nữa. Và cái những xung quanh miệng này, số 2 hốc mắt này nó đã đều màu hơn, trán đều màu hơn. Đặc biệt một cái điểm nữa mà em dâng cực kỳ phải khuất phục, rằng là đầu gối, khuỷu tay và 2 cái mắt cá. Ví dụ như đầu gối và khuỷu tay như này cũng được, em gập vào như này thì nó không bị làm sao, nhưng mà em duỗi ra này, ở cái phần khuỷu tay này nó thâm đen luôn. Kể cả đầu gối cũng vậy, mặc váy hay mặc áo cực kỳ xấu mà nó được đều màu như này. Đấy là cái điều mà em dâng khuất phục, bị cái sản phẩm này khuất phục 100% luôn. Tiếp theo đến cái da bụng, là em dâng sinh 4 cháu thì cái da bụng của em ấy nó không bị giãn, thế nhưng mà nó bị đen, không làm sao mà hết được. Thì là bây giờ cả cái phần da bụng đến phần da trên cơ thể body này là nó đã đều màu. Đấy là những cái điểm mà em dâng cảm nhận được sau một tháng, hơn một tháng sử dụng cái sản phẩm Light Beauty của công ty dược Phan An Green này. Đó. Thì khi mà trong quá trình sử dụng đấy, em dâng trải nghiệm, lắng nghe và một cái người rất chi là bảo thủ nhé.
mà thấy cái hiệu quả như này thì em cũng muốn làm cái video clip này để chia sẻ tới những các chị nào muốn chị các em nào muốn thay đổi cái bản thân mình hoặc là cấp thiết làm đẹp thì có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đó, Live Beauty của công ty dược Phan An Green. Đó. Thì đi em đi. Mua cái gì đấy? Ừ, chị em ăn đi. Đó, đợi mẹ một tí. Thì sau khi em sử dụng cái sản phẩm này đấy, nó chất lượng, nó hiệu quả như thế, thì em muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể an tâm sử dụng cái sản phẩm này, nó cực kỳ là tốt. Sau những cái biến cố của cuộc đời, cuộc sống ấy, và những khi mà những cái kiến thức mà em đi ra ngoài ấy, mà em nhận định lại, thì em cảm thấy rằng là cái sản phẩm này nó cực kỳ có giá trị. Và bản thân người phụ nữ cũng cực kỳ là cần thiết giữ gìn sắc đẹp, giữ gìn cái vẻ bề ngoài của mình, để nó không làm quá nhiều ảnh hưởng đến với hạnh phúc gia đình của mình. Đó, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là luôn luôn phải tạo ra được cái kinh tế của chính bản thân mình. Dù ít gì nhiều, dù nhiều thì vẫn luôn luôn là phải tạo được ra cái kinh tế và cái chuẩn bị sẵn sàng cho cái mọi cái biến cố xảy ra giống như em. Có thể như những cái biến cố của em không giống những người khác, thế nhưng mà em vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua nó. Khi đã gặp, thực sự đã gặp cái biến cố đấy rồi, em cảm thấy là thực sự là cần, phụ nữ cần phải làm đẹp. Em đã quyết tâm thay đổi cái suy nghĩ, tư duy bảo thủ của mình là không dùng sử dụng sản phẩm hay mỹ phẩm. Trong cái việc đấy em đã dùng và chọn lựa sản phẩm để dùng, vừa an toàn, vừa hiệu quả, vừa không mất thời gian. Đó. Thì nó, cái sản phẩm nó an toàn như thế này thì tại sao không dùng? Đó, các chị em chỉ cần mỗi ngày bỏ ra 5 phút, sáng 5 phút, tối 5 phút uống sản phẩm, da mình đẹp dần dần lên từ bên trong, cải thiện khô hạn, đau bụng kinh, lám tàn nhang, rồi da mình đều màu hơn, tóc mượt hơn. Đây, đấy, tóc em dâng gần như là mấy tháng nay rồi. Không đi, không phải là mấy tháng mà từ khi em sinh em bé của em là bây giờ là được 9 tháng rồi. À 1 năm rồi. 21 này là được 1 năm rồi. Thì mọi người thấy cái sự thay đổi của em. Và trong đó là cái công việc của em nó cũng rất thuận lợi. Em đang xây dựng cái thương hiệu cho cái riêng mình. Cái đấy là cái công việc của em nó cũng khá là tốt, nhưng mà nó chưa thực sự là ổn định thì em cũng chưa thể khoe với mọi người được. Nhưng mọi người cứ lắng nghe và theo dõi em thì mọi người sẽ có được kết quả từ em dâng. Thì trong cái sản phẩm này ấy, em cam kết với mọi người là nó cực kỳ an toàn. Nếu chị nào muốn sử dụng thì có thể liên hệ với em. Em sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn mọi người sử dụng cái sản phẩm này làm sao cho hiệu quả nhất. Không uy tín thì mọi người cạch mặt em ra. Xin chào mọi người.